Xin chào và các bạn đã đến với kênh Tết Chờ Vlog. Ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, ngày Hội Đồng Tông ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024. Sáng ra bên kia. Bà con nhân dân ở phía trước của sân khấu chính của lễ hội có lùi lại phía sau để cho bà con nhân dân và du khách tập trung ở phía sau cùng được chứng kiến và cổ vũ. Thank you.
để tiện cho quý vị đại biểu, bà con nhân dân và du khách thập phương cùng tham gia chứng kiến và cổ vũ cho phần thi giãn cầy. Ban tổ chức xin được thông báo hình thức nội dung và phương hướng tổ chức của phần thi giãn cầy như sau. Số lượng tham gia mỗi đội không quá 6 người và có đeo số báo danh. Các đội thi đều chuẩn bị nguyên vật liệu làm bánh như xôi, cối, gỗ, hai giày, mâm và các dụng cụ để bắt từ bánh. Yêu cầu dụng cụ phải đảm bảo vệ sinh. Khi có hiệu lệnh của ban tổ chức, các đơn vị mới được giã bánh. Mâm bánh đặc biệt nhất sẽ được ban tổ chức chọn để dâng lên dâng lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử chùa Hang, thị trấn Chợ Thu. Sau khi ban giám khảo công bố mâm bánh đặc biệt nhất, các đơn vị mới được thu mâm bánh của đơn vị mình về. Ban tổ chức chấm từ lúc giã đến khi thành phẩm bánh theo các tiêu chí quy định. Nội dung chấm: tổ chức chấm từ lúc giã đến khi thành phẩm bánh theo các tiêu chí quy định. Nguyên liệu chế biến bánh chày được làm từ gạo rất ngon. Nếu là bánh có màu phải chiết xấu xuất từ thiên nhiên pha màu, mang tính truyền thống. Bánh phải mịn đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thí sinh tham gia thi phải mặc trang phục dân tộc phù hợp gọn gàng. Các đội phải có lời bình cho sản phẩm và thời gian trình bày không quá 3 phút. Cháu cần ké chỉ có mày bát bắt có mày mười
giờ lại đang cho hiếu lấy em mà từng nhọt lùng xúc cầm nhọt lưỡng kim đồng hô giọt lùng quẩn tam quân chắc bộc thốc quân chắc nặng cấu quân chắc làm nhàng phát thân vì lò khi nỉ tam chay hết kinh gần chèn thú ná mò bài thú lăng mô trăm trên các tên cai khỏi ế ở khi ngồi lườn lườn hốt nhỉ bình an kỳ đỏ hết lăng cùng nhỉ ý lăng cùng đây chỉ trong khi mẫu mà thức vì lò gần tay dùng đào hiền xây để hồi chiêm then thiên lườn còn còn hẹ tỏi bài thuật quân y của ấy và khói mỡ bài tình bèn quý vì lòng tặng hết bình tặng hết bình chi quân thêm đây nhà ba ngón giới thiệu đại biểu khai mạc lễ hội đánh chống khai hội màn chống hội màn chống hội lăng ấy và tình vì lòng tình bài thêm bản xuân lễ bay điểm hội lễ cầu mùa của dân tộc xã chay lễ cầu phúc của dân tộc giao đồng thời diễn ra tại sân khấu lễ tài tự nhiên tại cộng đồng tổ dân phố phố núi thị trấn Chợ Du lễ hội tung còn tại sân khấu chính lễ hội Thank you.
Thank you.